Chúng tôi xin hân hạnh kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình thảo luận với luật sư Stephen Deal. Xin chào tái ngộ cùng luật sư Stephen Deal. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và chào tất cả khán thính giả hệ thống Hoàng Bách Channel với lại hệ thống mạng. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, hôm nay là tối thứ hai, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2021. Cái đề tài mà luật sư Stephen muốn thảo luận đến quý vị, để tính đến ngày hôm nay đó, là chúng ta biết là cái biến cố hay là cái cuộc mà bạo loạn xảy ra ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, tính đến nay đó là đúng 5 tháng 1 ngày. Và cái đề tài mà luật sư muốn nói tới là chúng ta biết là trước khi mà đi vào cái vấn đề này thì có lẽ luật sư sẽ nói về cái cuộc thăm dò, nói về cái biến cố 6 tháng 1, nhưng mà chúng ta cũng biết là ngày 6 tháng 1 thì sau đó thì Hạ viện đã thông qua một cái dự luật thành lập một cái ủy ban để mà điều tra về cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Nhưng mà gửi lên Thượng viện đó, thì Thượng viện lại không thông qua được. Mặc dù có 4 hoặc 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu, nhưng mà phải đòi hỏi là 6, tức là 60-40 thì mới đạt được. Cho nên cuối cùng cũng không đạt được. Thì cái dự luật này nó sẽ đi như thế nào? Và lát nữa đây thì luật sư sẽ trình bày. Bây giờ thì mời luật sư có thể bắt đầu chúng ta thảo luận về cái biến cố này mà có lẽ nhiều người cũng quan tâm thắc mắc, là mấy bữa nay báo chí cũng phân vân là có những sao cái ngày 6 tháng 1 mà nếu Thượng viện bớt như vậy đó thì những kịch bản nào xảy ra. Thì có người cho rằng đó là thứ nhất, bà Nancy Pelosi là chủ tịch quốc hội của đảng Dân Chủ, họ sẽ thành lập một ủy ban riêng. Đó là cái kịch bản thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là ông Chuck Schumer đó, là coi như là chủ tịch khối đa số của Thượng viện đó, thì ông nói là dự trù sẽ bỏ phiếu lần thứ hai để mà vận động thêm. Thì chúng ta không biết, đó là cái kịch bản thứ hai. Kịch bản thứ ba đó là người ta giao cho Bộ Tư pháp điều tra, thì Bộ Tư pháp nói là sẽ giao Bộ An ninh Nội địa sẽ điều tra về vấn đề này, mà chúng ta không biết là sự việc gì sẽ xảy ra. Xin mời luật sư. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Bách. Như chú Hoàng Bách nói đó, là cái ngày nổi loạn ở Quốc hội 6 tháng 1 thì hôm nay đúng là 5 tháng. Trước khi mình nói về cái vấn đề những cái dự luật làm ra những cái quỹ ban để mà điều tra và tường trình lại tại sao nó xảy ra cái ngày 6 tháng 1, thì đã có rất là nhiều những cái cơ quan, những cái trường đại học, những cái cơ quan mà nghiên cứu về vấn đề an ninh trật tự, vấn đề khủng bố đe dọa nước Mỹ ở trong nước và ở ngoài nước, thì khoảng tháng 4 vừa qua, một cái cơ quan của trường đại học Chicago, trường đại học Chicago là một cái trường đại học rất là lớn và rất là nổi tiếng, thì nó có một cái ủy ban và một cái cơ quan nó bắt đầu nó nghiên cứu. Thì cái đó nó có tới 3 cái nghiên cứu và nó đưa ra 3 cái thống kê về sự thăm dò ý kiến sau này, và họ tường trình 3 cái đó, và 3 cái nghiên cứu đó nó có cùng một cái kết luận, và chúng ta sẽ coi về cái đó đi từng chi tiết một. Và ngày hôm nay nếu quý vị bởi vì một lần nữa, bất cứ một cái chương trình gì mà khi mà chúng ta nói những cái đề tài này là một tiếng đồng hồ nó không thể nào mà nói được hết tất cả, thì quý vị có thể vô cái trang mạng của trường đại học Chicago. Bây giờ mình đưa quý vị coi, đây là cái trường đại học Chicago của một cái cơ quan mà nghiên cứu và điều tra, nó kêu là Chicago Project on Security and Threat, tức là một cái cơ quan nghiên cứu về vấn đề an ninh và những cái sự đe dọa. Thì ở đây cái trường đại học Chicago nó kêu là C-Post. Thì trong cái này đó có một cái người giáo sư, ông ta tên là Robert Pate, một cái người giáo sư chuyên môn về cái ngành này, và ông ta nghiên cứu về vấn đề như nào bạo động, khủng bố, đe dọa về vấn đề an ninh trật tự ở trên nước Mỹ này và trong cái xã hội của nước Mỹ. Thì ông ta có là một trong những người làm ra những cái bản tường trình này. Đây là ông Robert Pate.
Và đây là cái ông mà trong cái trường đại học mà ông ta giảng cho tất cả những người sinh viên. Thì như hồi nãy nói là nó có ba cái nghiên cứu, ba cái tường trình và nó được đưa ra. Thì đây là cái bản đồ của nước Mỹ. Mình đưa cho quý vị thấy những cái rất là căn bản trước, rồi chúng ta sẽ đi vô cái bản tường trình của ông Robert Pace của trường Đại học Chicago cho chúng ta thấy. Ở đây là cái bản đồ của nước Mỹ. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vô cái bản tường trình của họ. Thì cái bản tường trình này đó là nó làm những cái thống kê trong cái cuộc nổi loạn và thăm dò ý kiến và coi tất cả những cái người mà trong cái ngày nổi loạn đó tham gia vào và họ bị bắt. Cái số người bị bắt cho tới ngày hôm nay đó là nó lên khoảng 400 mấy người. Thì ông ta phỏng vấn và coi tất cả những cái người đó. Thì đó là những cái đưa ra những cái kết luận. Một cái mà chúng ta thường hay lầm lẫn là ai cũng nghĩ là cái buổi nổi loạn đó là của những người trong nhóm cực hữu, giống như là Proud Boy, giống như là Oath Keeper, hay là QAnon, đúng không? Những người mà rất rất là cực hữu. Và những người này có thể là những người không có công ăn việc làm, những người này là những người không có bằng cấp cao, tức là không có bằng cấp đại học. Thì cái thăm dò ý kiến và cái nghiên cứu của họ cho thấy nó không phải là như vậy, mà nó lại ngược lại như vậy. Đây là một cái sự mà cho chúng ta thấy có một cái sự ngạc nhiên. Thì bây giờ mình đi lại cái đó. Thì cái này ông ta coi ha. Thì ông ta mới coi đó, nó có trong 1.000 người và trong tất cả những người ấy, và nó đưa tới một cái kết luận của ba cái nghiên cứu này, đưa ra một cái kết luận. Và cái kết luận đó là những cái người mà nổi loạn cái ngày 6 Tây tháng 1 2021, đại đa số là những người Mỹ trắng có công ăn việc làm, 45 tuổi trở lên và có gia đình, và một số là những người giám đốc điều hành của những công ty, và một số đó là những người cựu quân nhân đã làm việc ở trong quân đội, tức là những người này là những người yêu nước, họ đã đi lính, chứ không phải là những người cực hữu theo đảng Proud Boy, theo cái nhóm Proud Boy, theo cái nhóm Oath Keeper, hay là những người này là những người mà nó kêu là QAnon. Thì những người này không có phải là những người đó, mà họ là những người sống ở trong xã hội của chúng ta. Thì ông ta mới ấy, thì cái kết luận đó, tất cả những người này mà khi mà họ nổi loạn lên đó, họ có cùng một cái tư tưởng. Cái tư tưởng của họ đó là họ là người da trắng, và họ cảm thấy cái xã hội hay cái nước Mỹ của họ bắt đầu, tức là họ có một cái sự sợ sệt, một cái sợ hãi, nó kêu là fear, là nó đang có một cái sự chuyển hướng mà cái người thiểu số bắt đầu qua và lắng qua cái số người da trắng ở trên nước Mỹ này. Thành ra những người này là những người có học, lớn tuổi, có công ăn việc làm, có gia đình đàng hoàng, một số là những người giám đốc điều hành của những cái công ty, chứ không phải là những người thường mà như đó, chúng ta nghĩ là những người băng đảng cái này cái kia, hay là có đảng phái đâu, họ hoàn toàn không có những cái đó, mà họ có cùng một cái tư tưởng. Thì cái study số 1, tức là cái nghiên cứu lần thứ nhất, thì nó nói đó, những cái người mà nổi loạn đó là 6 lần cao hơn ở những cái quận ở trên nước Mỹ này. Giống như chúng ta ở Houston thì là ở quận Harris. Nếu quý vị ở trên New York thì quý vị ở trong cái quận, một cái thành phố nó kêu là Long Island.
Nếu quý vị ở bên California thì quý vị ở San Francisco, cái quận San Francisco hay là Los Angeles, hay là ở Dallas, Fort Worth, hay là ở San Antonio, thì đó, những cái người này đó nó ra từ ở những cái quận đó, nó 6 lần cao hơn ha. Và những cái quận đó, đó nó có cùng một cái điểm là cái số người da trắng ở trong những cái quận đó, đó gần những cái thành phố thành thị lớn đó, cái số người da trắng nó càng ngày nó càng giảm xuống. Đúng không? Và một cái điểm thứ nhì đó, họ nghiên cứu và họ thấy đó, chúng ta tưởng là những cái người mà đi bạo động ngày 6 tháng 1 là những người chắc thất học ở dưới thôn quê, nhưng mà không phải, đại đa số không có ở dưới thôn quê mà là ở những cái thành thị, những cái thành phố lớn, giống như ở gần ở Atlanta, Georgia, ở quận Harris của Houston, Texas, ở Long Island của New York City, ở San Francisco, Los Angeles của tiểu bang California. Và tất cả những cái thành thị lớn này nó có cùng một cái điểm, đó là cái số người da trắng nó càng ngày càng ít đi, và cái số người da màu thiểu số, có nghĩa là da đen, mảy và người Á Châu, nó càng ngày càng tăng lên ở những cái chỗ đó. Và cái đó là cái mà họ thấy, đúng không? Và một cái điểm nữa mà họ thấy nữa đó là trong ba cái nghiên cứu đó, đó đại đa số những cái người nổi loạn ở những cái thành thị, những cái chỗ lớn, mà chẳng những là cái số người da trắng nó càng ngày càng giảm đi và số người da màu càng ngày càng tăng lên, mà những cái quận mà những cái người nổi loạn đó, mà đa số đó mà đi làm nổi loạn đó, bị bắt đó, thì đó tất cả những cái quận đó đó không có thiên về tổng thống Trump, mà đại đa số là bỏ phiếu cho tổng thống Biden. Này rất là lạ. Mình nghĩ ô chắc mấy cái người này đi là mấy cái người này ủng hộ ông Trump và họ chống lại ông Biden và họ chống lại cái này cái kia, thì họ phải từ ở những cái thành phố, những cái thôn quê, những ngoại ô mà ủng hộ ông Trump, đúng không? Nhưng mà nó ngược lại, đại đa số những cái người mà bị bắt, mà đi nổi loạn bị bắt, là từ ở những cái thành phố, ở những cái quận mà ông Biden thắng, mà thắng lớn, mà ông Trump thua, mà thua lớn. Đó. Thì tất cả những cái đó nó có cùng một cái mẫu số chung là những người da trắng ở những cái khu vực đó, họ cảm thấy là cái sắc tộc của họ bị đe dọa bởi cái người thiểu số. Đó. Còn những cái người mà ở thôn quê, ở trong những cái khu vực ủng hộ Tổng thống Trump, đại đa số họ, họ không có một cái sự, một cái cảm giác là họ đang bị đe dọa bởi cái số người thiểu số. Thành ra họ không có nổi loạn. Họ không có cảm giác đó. Thành ra họ không có. Thì đây là cái study số 1 nó nói những cái người mà nổi loạn là ai và họ từ đâu tới. Đó. Thì trong 377 người mà FBI nó bắt trong cái ngày đó, đúng không? Thì nó mới coi. Và đây là cái thống kê một cách rất là tổng quát. Từ năm 2015 cho tới năm 2020. Chú Hoàng Bách thấy phải không? Thấy. Yeah. Đó. Cái số người mà nổi loạn, mà kêu là cực hữu đó, nó right wing extremist, mà nó bị bắt đó. Nha. Cái này là từ bên tay trái mà quý vị thấy đó, là 2015 cho tới 2020, tức là 5 năm. Thì đại đa số 61% là ở cái tuổi thanh thiếu niên, tức là từ 18 cho tới 34. Quý vị thấy không? 28%, 33%. Mà cái số mà trên 55 tuổi chỉ có 12%. Trong khi cái ngày 6 tây tháng 1 nổi loạn ở trên quốc hội, thì đó cái số người mà đa số là ở cái tuổi 35 cho cái tuổi 54. Tuổi 50, từ 35 cho 44 là 30%, và cái tuổi 45 cho 54 là 23%, và cái tuổi trên 55 là 13%. Mà trong khi cái tuổi thanh thiếu niên thì nó rất là ít.
tức là 9% và 24%. Nó có một cái sự rất là ngạc nhiên, đúng không? Rồi nó nghĩ là thường thường những cái người mà nổi loạn là những người không có công ăn việc làm, họ bực bội, họ chán nản cái này cái kia, đúng không? Thanh thiếu niên, giống như chúng ta thấy có những cái cuộc nổi loạn ở bên Ai Cập, ở bên những cái nước mà độc tài đó, họ nổi loạn lên là bởi vì họ không có công ăn việc làm, đại đa số là thanh thiếu niên. Thì đó họ coi cái số người mà cực hữu trong 5 năm từ 2015 cho năm 2020 đó, cái số người mà bị bắt unemployed đó, là thất nghiệp đó là 25%, mà cái số người mà có công việc là 62%. Trong khi á, cái số người mà nổi loạn của cái 6 tây tháng 1 đó chỉ có 9% là người thất nghiệp, còn đại đa số 85% là người có công ăn việc làm, chứ không phải là dân thất nghiệp. À, mà nó coi vô cái đó đó, 85% những cái người mà có công ăn việc làm đó, là 14% đó, là những người đó là có business, là những người tiểu thương gia và những người giám đốc điều hành của những cái công ty giống như là Mary Icahn, Amo Marketing, Congenia hay là Wholesale Universe, đúng không? Và cái số người mà nổi loạn đó, 30% là những người nó kêu là white collar, tức là những người không phải những người lao động mà là những người làm việc trong văn phòng, những người có bằng đại học đó, giống như là họ là những người làm operation specialist của Google, manager của bank, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư. Và bây giờ nó bắt đầu coi vô những người này đó nó ở đâu và so sánh với lại trong quá khứ. Thì bây giờ nó mới coi ha. Người ta nghĩ là ô mấy cái người này là ở trong những cái nhóm bè phái, đảng phái, QAnon này kia, thì cái con số đó và cái nghiên cứu nó ra nó không phải như vậy. Cái số người á, mà ở trong cái nhóm Proud Boy mà bị bắt đó, là 25 người. Ở trong Oath Keepers á, là 13 người. Ở trong cái 3%er là 6 người. Ở trong cái Aryan Nation á, là 1 người. Đây là những cái nhóm bè phái mà nó là cực hữu, đúng không? Mà chúng ta biết nổi tiếng, thì cái con số này nó lại rất là ít. Và cái số người mà đi trong băng đảng đó là nó còn ít hơn 1%. Còn cái số người mà là cựu quân nhân hay là cựu cảnh sát đó là 12%. Còn 87% là không có đảng phái, không có bè phái, không có cái gì hết, họ là cá nhân. Họ không có tham gia những cái chương trình nào hết hay là những cái đảng phái nào hết. Họ không phải là QAnon, không phải là Proud Boy, không có cái gì hết. Họ chỉ là người dân thường, Mỹ Trăng. Và bây giờ nó mới coi 5 năm về trước và cái ngày 21 thì ngày xưa đó, những cái người mà đi nổi loạn đó, đa số đó, cái con số này là 26% là họ có những cái băng đảng, đúng không? Họ theo những cái băng đảng này kia và họ cũng là những người mà cựu quân nhân. Thì khoảng 52% là không có liên lụy gì tới mấy cái đảng phái gì hết, đúng không? Cực hữu gì hết. Trong khi cái ngày 6 tháng 1 2021 đó, những cái người mà bè băng đảng đó, mà trong cái ngày nổi loạn đó, nó chỉ có khoảng 1%. Cái số người mà cựu quân nhân đó thì nó có khoảng 12%. Trong khi đó 87% là những người hoàn toàn không có đảng phái, không có cái gì hết. Bây giờ nó mới coi thì nó mới thấy là cái cuộc nổi loạn vào quốc hội ngày 6 tháng 1 là biểu tượng cho một cái phong trào ở trên nước Mỹ này. Một cái phong trào mà bây giờ đó nó vẫn còn ở đó, mặc dù Tổng thống Trump không còn ở đó nữa. Tức là ông ta không còn là tổng thống, ông ta là về hưu, là cựu tổng thống. Nhưng mà cái phong trào này nó vẫn tiếp tục, chứ nó không có mất đi. Và nó là một cái nổi loạn bạo động khác với ngày xưa. Và rất rất là khó để mà tìm những cái người này, bởi vì họ là người dân thường ở trong xã hội chúng ta sống. Chứ họ không phải là những người trong đảng phái hay là bè phái hay là băng đảng gì hết, mà họ là những người thường có công ăn việc làm đàng hoàng.
thì nó mới hỏi là những cái người này nó ra từ chỗ nào và tại sao họ làm những cái chuyện này. Đó. Thì đây là cái bản đồ. Đó. Thì đại đa số, cái số đông mà bị bắt đó, nó ra từ cái tiểu bang Texas 36 người. Nó ra từ tiểu bang Pennsylvania 36 người. Nó ra từ tiểu bang Florida 35 người. Nó ra từ tiểu bang New York 27 người. Nó ra từ tiểu bang California 19 người. Còn những cái tiểu bang kia đó thì nó rất là ít, 1-2 người. Mà quý vị thấy đó, chú Hoàng Bách thấy đó, những cái tiểu bang mà ủng hộ Tổng thống Trump đó, tức là ở chính giữa này nè, nó 0-0-0-0, không có người nào đi biểu tình, không có người nào đi nổi loạn hết. Mà họ là những người ủng hộ Tổng thống Trump, những cái tiểu bang ủng hộ Tổng thống Trump rất là nhiều, thì họ không có đi nổi loạn. Giống như đó nó đưa tới cái kết luận đó, bởi vì những người này đó, họ ở trong những cái thành phố của họ đó, đại đa số là người da trắng. Họ không có cảm thấy bị đe dọa bởi những cái người da màu. Còn những cái chỗ mà cái số người da màu nó tăng lên cao và nó chiếm, thì nó bắt đầu những cái người da trắng đó họ mới sợ và họ mới đi nổi loạn. Thì bây giờ đó, nó mới coi vô những cái thành phố, những cái quận, thì đó, tất cả những cái quận mà lớn ở trên nước Mỹ này, và đại đa số là những cái quận mà bây giờ cái số người thiểu số, người da đen, người gốc Mỹ và người da vàng bây giờ lại chiếm đa số, đúng không? Thì nó mới coi những cái 40 phần, cái số người bị bắt đó, 90 người, cái phần trên là 52%, 52% cái số người bị bắt là những người ở trong những cái đơn vị, những cái quận, những cái thành phố mà ông Biden thắng. Còn lại 48% là cái số người ở trong cái đơn vị mà Tổng thống Trump thắng. Rồi nó mới chia ra, mình coi một cách tổng quát. Nó lấy cái quận Dallas. Dallas đó, ngày xưa đó, Dallas là một trong những cái thành phố lớn, hàng thứ hai của tiểu bang Texas. Ngày xưa đó, nó là thủ phủ của đảng Cộng hòa, tức là đại đa số là những người da trắng thuộc về bảo thủ Cộng hòa. Nhưng bây giờ cái quận Dallas mà người Việt Nam sống cũng khá đông ở chỗ đó, bây giờ nó thiên về dân chủ và nó đổi qua thành dân chủ. Thì đó, cái số người bị bắt đó ở cái quận Dallas là 6 người. 67% cái quận đó đó là người da trắng. Mà cái số người mà thất nghiệp ở đó là trung bình. Mà cái quận Dallas đó, bỏ phiếu cho ông Biden đó, 65%, tức là hơn 15% đó, đúng không? Còn cái số người mà bỏ phiếu cho Tổng thống Trump nó chỉ có 300 mấy ngàn người thôi đó. Thì nó mới coi vô cái origin, tức là cái chỗ mà nó ra những cái người này đó, thì nó mới thấy đó là những cái người này không phải ở dưới thôn quê, mà họ là những người ở thành thị. Và những cái thành thị đó đó, cái số người thiểu số da màu nó lại nhiều hơn, nó đang trên cái con đường đó, nó càng ngày càng nhiều lên. Và cái số người da trắng ở những cái thành thị và những cái quận đó nó càng ngày càng ít xuống. Thì nó mới thấy đó, những cái chỗ đó đó là cái số người mà da màu đó, thiểu số đó, nó tăng lên một cái vực rất là cao. Giống như cái thành phố Houston chúng ta, hay là quận Harris và những cái vùng phụ cận ở ngoại ô, thì chúng ta cũng biết là bây giờ nó đã biến thành màu xanh, cái quận Harris của thành phố Houston. Và bây giờ đó, cái số người thiểu số ở cái quận Harris này là chiếm đa số, và luôn cả những cái vùng phụ cận. Thì đây là cái mà chúng ta thấy, giống như mình coi lại cái bản đồ của nước Mỹ. Cái bản đồ của nước Mỹ đó này, không quý vị thấy không? Texas, Pennsylvania, kế Pennsylvania đó là Ohio, nhưng mà Ohio đó cũng là một cái tiểu bang của dân chủ, thì nó lại đông, thì nó tập trung. Quý vị thấy không? Cái đỏ đó là Cộng hòa, cái xanh đó là dân chủ, thì xanh đó, nó tụ tập
ở những cái khu vực mà đại đa số là những cái thành phố, thành thị lớn. Còn ra ngoài xa đó là về thôn quê. Bây giờ tiểu bang Texas nó tổng cộng 36 người, đúng không? Thì cái chỗ mà đông người đi nổi loạn nhất là quận Harris, là Houston, là màu xanh, là cái chỗ mà tổng thống Biden thắng. Cái thứ nhì đó là Dallas Fort Worth, cũng là có người Việt Nam ở rất là đông, là những cái người đi nổi loạn nhiều nhất. Mà cái này đó ngày xưa là đỏ, bây giờ nó là xanh luôn. Tức là người thiểu số bây giờ qua mặt người đa số, người da trắng. Và một cái nữa đó là ở San Antonio, người da trắng cũng là ít xuống. Đây là những cái chỗ của tiểu bang Texas mà những cái người nổi loạn đi lên Washington DC nổi loạn. Nó tập trung vô những cái thành phố chứ không có ra thôn quê. Chú Bằng bà thấy không? Ở ngoài mấy cái chỗ chống lỏng là thôn quê đó, tức là ông Trump thắng hết đó, mà không ai đi hết. Họ không có bị đe dọa, họ không cần phải đi. Những cái người bị đe dọa họ mới đi. Ở California, California là chúng ta biết là thiên về dân chủ, mà cái thành phố và cái quận mà nó rất 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 là dân chủ, bởi vì thuộc về bà Nancy Pelosi, đó là San Francisco. Thì những cái người ở đó là những cái người đi nổi loạn. Nói, ủa sao kỳ vậy? Thì không có gì hết, tại vì họ cảm thấy họ bị đe dọa, người da trắng đó. Và ở Los Angeles, Los Angeles là đại đa số là người da màu, người Á Châu đó, đúng không? Người Việt Nam mình ở đây cũng rất là đông đó. Bây giờ người Mỹ trắng nó cảm thấy nó bị đe dọa, thành ra họ phải đi nổi loạn. Thấy rất là lạ lùng, chứ không phải là những người này là những người mà đảng phái, bè phái, là băng đảng. Ở trên New York City, cái này chỗ này là New York City. Ở New York City đó, nó có những cái thành phố lớn, giống như Bronx, Queens, những cái chỗ mà người Mỹ đen, người da màu ở rất là nhiều. Còn Long Island đó, là một cái thành phố sát với New York City, nó thuộc về New York City. Nhưng mà cái chỗ đó là chỗ của những người trung lưu, đại lưu, những người Mỹ trắng, giàu, triệu phú. Cái chỗ đó lại là cái chỗ đi nổi loạn. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ từ từ đó, cái người da màu đó, họ vào đó họ ở, và bây giờ họ chiếm rất là đông. Đa số là những người da vàng. Bây giờ họ làm ăn khá giả, họ đi vô cái khu vực của Mỹ trắng họ ở, và họ ở quá đông, làm cho người Mỹ trắng bị đe dọa. Đó. Thì cái đó đó là cho chúng ta thấy. Ở Florida, ở Florida cũng vậy. Ở những cái thành phố, Jacksonville là cái một thành phố rất là lớn, đúng không? Rồi Tampa, một cái thành phố rất là lớn. Mà bây giờ đó, những người thiểu số dần dần chiếm mấy cái chỗ này, và người Mỹ trắng họ bắt đầu trở thành thiểu số. Thì cái con số nó đưa ra trên. Ở Georgia, ở Georgia đó, cái sổ mà nó đông người đi mà biểu tình đi nổi loạn đó, là ở cái quận Fulton County, Atlanta. Mà cái này đó là ông Biden thắng. Nếu mà chú Hoàng Bách nhớ, trong hai kỳ vừa rồi chúng ta nói chuyện về Georgia và cái vấn đề mà nó kêu là đi kiểm phiếu lại, đúng không? Đi điều tra kiểm phiếu lại, và không có kiểm phiếu cái tiểu bang Georgia, mà họ nói là tôi muốn kiểm phiếu ở cái quận Fulton County. Là tại vì đó, cái quận này đó nó bỏ cho ông Biden, mà cái quận này đó là đa số là người thiểu số. Thành ra đó ông Biden thắng. Georgia đó, những người mà đảng Cộng hòa đó họ nói, bây giờ chúng ta cần phải điều tra và kiểm phiếu lại. Mà kiểm phiếu lần này đó là lần thứ 4, chứ mà lần thứ nhất nha. 3 lần kỳ trước rồi, bây giờ lần này là lần thứ 4. Nó nhắm vô những cái khu vực của đảng Dân Chủ, đúng không? Nhưng mà nó những cái khu vực đó đó là người da trắng trở thành thiểu số. Thành ra người da trắng đó họ cảm thấy bị đe dọa, họ mới đi nổi loạn. Còn những cái chỗ khác họ không có đi. Georgia nè, đỏ hết trơn á. Nhưng mà ra ngoài Atlanta là thuộc về thôn quê rồi. Cái số người đó họ không bị đe dọa. Thì bây giờ cái câu hỏi là tại sao họ đi, đúng không? Họ đi
là tại vì một phần đó là ông Trump khuyến khích họ, kêu họ đi, nói những cái lời lẽ là quý vị phải coi chừng, bảo vệ cái quyền lợi quý vị, chúng ta không tranh đấu đó thì cái quyền lợi, ông ta không có nói nhưng mà chúng ta hiểu đó là quyền lợi của người da trắng sẽ bị đe dọa, và ngày càng ngày đó là đó, từ từ mấy mốt chúng ta sẽ không còn cái quyền lợi, bởi vì người da màu họ lấy hết trơn rồi, đúng không? Đó làm cho người ta rất là sợ, đặc biệt những người đó họ rất là sợ. Và cái đó, đó là cái có thể nói là cái kết luận của ba cái nghiên cứu, nó đưa đến cùng một cái kết luận là những cái người này là những cái người mà da trắng ở những cái thành thị, những cái quận mà ông Biden thắng, và họ trở thành người thiểu số, thành ra họ rất là sợ. Bây giờ nó mới nói trong tất cả những người Mỹ trên nước Mỹ này, đúng không, cái con số là bao nhiêu người tin vào là nói ô cái vấn đề bầu cử là gian lận, thì nó mới đưa cho cái con số. Nó nói đó có khoảng 4%, tức là khoảng 10 triệu người. 10 triệu người rất là nhiều, nhưng mà so sánh với lại 335 triệu người trên nước Mỹ này thì 10 triệu chỉ là 4%. Nhưng mà 10 triệu người trên nước Mỹ này họ tin là cái cuộc bầu cử vừa rồi là gian lận, và ông Biden ăn cướp, tức là giật lấy cái chức tổng thống. Và họ 4% đó, 10 triệu đó, họ nghĩ là cần phải có bạo động. Trong khi 29%, tức là khoảng 30% người dân ở trên nước Mỹ, cái người mà adult, tức là những người lớn đó, trên 18 tuổi đó, thì họ nghĩ đó là cái cuộc bầu cử này có gian lận, nhưng mà họ không có dùng bạo động, họ dùng bất bạo động, tức là họ la hét, họ biểu tình, hay là họ lên tiếng cái này cái kia. Trong khi đó 67%, là khoảng 170 triệu người trên 18 tuổi, người Mỹ trên nước Mỹ này, thì họ không có thấy là cái cuộc bầu cử có gian lận. Thành ra quý vị thấy đó, chúng còn thấy đó, nó có khoảng 33% cái số người dân ở trên nước Mỹ, là cái đó là 1/3 cái số người nước Mỹ họ nghĩ là cái cuộc bầu cử có gian lận, nhưng mà chỉ có 4% họ dùng bạo lực. Thì bây giờ đó, cái 4% này, cái động cơ gì mà bắt họ đi ra biểu tình, đi ra nổi loạn, thì nó mới coi. Cái này đó nó rất là hay. Một cái đó bên đây đó là những cái người mà không có đảng phái, còn bên tay trái, còn bên tay phải đó là những người có đảng phái. Thì đó, những người không có đảng phái nè, tức là họ không có đảng Cộng Hòa, họ không phải là đảng Cộng Hòa nha, 244% người da trắng họ nghĩ là cái quyền lợi của người da trắng bị đe dọa và thay thế bởi cái quyền và cái sức mạnh của người da màu. Trong khi đó chỉ có 118% là những người có đảng phái, tức là đảng Cộng Hòa đó, họ nghĩ giống như vậy. Đúng không? Và cái con số là nó end times, tức là họ nói là tới cái thời điểm cần phải làm một cái gì, đúng không, phải nổi loạn. Thì cái con số mà cái người mà không có đảng phái và cái người có đảng phái là 133%. QAnon có 41%, họ đi theo QAnon ở trong những người không có đảng phái, còn những người mà có đảng Cộng Hòa thì có 23%. Đó. Thì cái người mà có đảng phái đó là 605% là người họ nói tôi có đảng phái và đảng của tôi là đảng Cộng Hòa. Rồi bây giờ nó mới coi cái này nó mới rất là hay, chú Hoàng Bách. Nó mới coi và nó nói cái thống kê là cái số người mà không có đảng phái mà họ một ngày đó họ bỏ ít nhất 7 tiếng đồng hồ ở trên mạng xã hội.
632% những cái người mà đi nổi loạn là những cái người đó hằng ngày đó họ ở trên mạng xã hội, tức là trên YouTube, trên Internet, trên Facebook đó, trên 7 tiếng đồng hồ. Còn những người mà có đảng Cộng Hòa đó, họ mà đi biểu tình và họ đi nổi loạn đó, là những người đó, đó là khoảng 524%. Là suốt ngày họ bỏ cái thời gian của họ ở trên mạng xã hội YouTube, Facebook hay là Twitter hay cái gì đó, tức là social media. Nào, cái này nó rất là quan trọng. Những cái người này bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Một ngày chúng ta có đó là 24 tiếng, chúng ta bỏ 8 tiếng đi là đi ngủ, đúng không? Thì chúng ta còn lại không có bao nhiêu thời gian hết. Rồi chúng ta đi làm, chúng ta lo nhà nước, nhà cửa cái này cái kia, cho nó 6 tiếng nữa đi. Thành ra cái thời gian nó không có bao nhiêu. Cái thời gian mà mình rảnh rỗi đó, những người này rảnh rỗi đó, họ bỏ hết cái thời gian của họ ở trên mạng xã hội. Bởi vì đó họ bỏ một ngày đó là trên 7 giờ. Và những người này là những người bị ảnh hưởng bởi cái xã hội mạng. Họ sống ở trên xã hội mạng, chứ họ không có sống như chúng ta ở ngoài. Mà suốt ngày họ cứ coi trong cái computer của họ, đúng không? Và đó họ bị cái đầu óc của họ đó bị đầu độc bởi cái mạng xã hội. Họ tin vào những cái mạng xã hội mà họ không có đi ra đường. Và cái COVID đó, nó cũng là một cái động cơ cho họ. Bây giờ họ không đi ra đường được, tại là họ càng bỏ nhiều thời gian vào cái mạng xã hội đó. Cái này nó cho chúng ta thấy trong đó đó, ở dưới thôn quê đó, nó chỉ có 52%, 55%. Còn cái số người mà trong quân đội đó, cựu quân nhân đó, những người không có đảng phái là khoảng 34%. Còn những người đó, mà có theo đảng Cộng Hòa đó, 119%. Dễ sợ đó. Rồi bây giờ những cái người mà có một cái lý tưởng, nó kêu ideology, đúng không? Mà cái ý tưởng đó, lý tưởng đó là cái lý tưởng bảo thủ, hay là như là cái sức mạnh của người da trắng đó. Thì bây giờ nó mới chia ra nó chia ra là những người không có đảng phái, không có lý tưởng, và những người có đảng phái thuộc về đảng Cộng Hòa, và những cái người bảo thủ có một cái lý tưởng. Thì nó mới coi đó, cái số người mà đi biểu tình nổi loạn đó, họ có một cái tư tưởng đó là họ cái sắc tộc của họ bị đe dọa. Thì cái người mà không có đảng phái đó là 244%. Họ cảm thấy là ôi chết rồi, người Mỹ trắng của chúng ta càng ngày càng yếu đi, quyền lợi và sức mạnh của chúng ta càng ngày càng yếu đi, trong khi người da vàng hay người da màu nó tăng lên, họ sợ lắm. Cái số người của đảng Cộng Hòa đó thì là 118. Còn cái số người mà nó thuộc về bảo thủ đó, 231%. Nào, khi mình coi cái này đó, mình nói ủa, ai cũng nghĩ là mấy cái người bạo loạn, nổi loạn đó, dùng bạo động đó, mấy người này là đảng Cộng Hòa, đúng không? Mình coi lại đó, cái số người mà bạo động đó cho cái ngày 6/1 đó, đại đa số là những người không có đảng phái và có một cái lý tưởng bảo thủ, nhưng mà chưa chắc là đảng Cộng Hòa. Mình thấy không? Và những người này đó họ nói giống như là tận thế rồi, end of time đó, tức là họ nói chúng ta cần phải có một cái hành động, chi chúng ta không làm đó, là cái sức mạnh của người da trắng nó sẽ mất đi. Thì cái con số đó, người có đảng phái không có đảng phái thì nó cũng ngang ngang nhau, 132%, 133% và 123%. Và cái này lại một lần nữa cho chúng ta thấy không có đảng phái, đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ mà không thuộc về đảng Cộng Hòa. Thì cái số người mà đi bạo loạn,
đi bảo động ngày 6 tại tháng 1. 632% những người không có đảng phái, họ ở trên mạng xã hội hàng ngày ít nhất là 7 tiếng đồng hồ. 632% cái số người đi nổi loạn là một ngày đó họ ngồi trên mạng xã hội đó trên 7 tiếng đồng hồ. Còn cái người bảo thủ đó là 629% là họ ngồi ở trên mạng xã hội, trong khi những người của đảng Cộng hòa đó là 524%. Tức là chúng ta thấy đó là cái mạng xã hội đó nó ảnh hưởng rất rất là nhiều vào cái tư tưởng của những cái người này, ảnh hưởng rất là nhiều đó. Cái con số hồi nãy chúng ta thấy rồi đúng không? Thì đây là cái con số nó cũng nói lại 10 triệu người thì you know, bao nhiêu người này, bao nhiêu người gì, bao nhiêu người có súng không có súng đâu. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy. Thì nó đưa đến kết luận, nhưng mà đại khái là bây giờ nó cũng xong rồi. Còn cái con số mà những người mà tin là cái cuộc bầu cử gian lận và phải dùng bạo động tức là nổi loạn thì đó QAnon đó 116%, mà cái người mà sợ bị người da trắng sợ bị đe dọa 108%, 247% là những người phái nam. Cái số người mà cái kiến thức của họ thấp, cái học vấn của họ thấp là 105%. Đó. Thì cái con số này nó thấy thì nó đi ra một cái kết luận, cái kết luận đó là fear of great replacement. Trong ba cái cuộc nghiên cứu nó đi ra cùng một kết luận. Đó. Thì đây là cái mà chúng ta bàn ngày hôm nay. Khi mà chúng ta nghĩ thì nhiều khi đó những cái suy nghĩ của chúng ta nó không có chính xác, mà làm những cái cuộc nghiên cứu này và thăm dò nó và coi nó lại thì chúng ta thấy nó khác với cái tư tưởng của ta. Cái kết luận những cái người đi nổi loạn đa số là những người không có đảng phái, không có bè phái, không có băng đảng, chưa chắc họ là người của đảng Cộng hòa. Tức là một số đảng Cộng hòa, nhưng mà một số đông hơn là không phải đảng Cộng hòa. Mà họ là những người sống ở trong những cái thành thị lớn. Những cái thành thị đó bây giờ càng ngày cái số người da màu nó còn chiếm đông hơn người da trắng. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư thì cho phép chúng tôi được kết luận là cái số người mà bị bác bạo luận đó đa số chưa hẳn là đảng Cộng hòa, là điểm thứ nhất. Chưa chắc là họ đã theo những cái thuyết những cái nhóm như Floyd Boy hay là những cái nhóm đó, họ chưa chắc. Nhưng mà điểm còn lại đó là họ sống trong những cái khu vực trước đây đó thì không có người da màu nhiều, còn bây giờ đó sống trong những khu vực đang bị đe dọa là họ sẽ trở thành thiểu số, họ bị co cầm lại, cho nên họ phản ứng lại, tức là họ bực bội hay là cái phản ứng là chống lại để ủng hộ. Dù sao đi nữa thì họ không phải đảng phái, nhưng mà có một người cầm ở ngọn cờ nói với họ là phải chống lại cái người thiểu số, là chống lại cái sự di dân vân vân và vân vân, thì họ tán đồng cái đó. Mà cái người cầm cờ đó là ông tổng thống 45. Thì cái điều đó cho thấy bây giờ thì sau khi mà luật sư trình bày thì bây giờ có cái câu hỏi nữa đó, là cái câu hỏi tại sao Hạ viện ở dưới đó có 35 người là đảng viên của đảng Cộng hòa hỗ trợ để thành lập ủy ban này, nhưng mà đưa lên thượng viện là họ không tán thành ở điểm này. Như vậy câu hỏi được đặt ra đảng Cộng hòa nói chung và riêng cựu tổng thống 45 nói riêng, thì ông sợ cái điều gì mà lại ngăn cản cái ủy ban này? Như là ông Matt McCarthy đó là đa số của đảng Cộng hòa ở Hạ viện đó, thì sau cái biến cố 6/1 và ông đề nghị với bà chủ tịch quốc hội Nancy Pelosi đó là thành lập một ủy ban gọi là coi như công bằng, tức là bên kia nam bên này nam, nhưng mà sau đó tới chừng sau này thì ông lời hủy bỏ. Thì xin luật sư có thể trả lời giùm cho cái câu hỏi là họ ngại cái gì? Họ ngại
là ngại cái sức mạnh của Đảng Cộng Hòa nó càng ngày càng yếu đi, và họ ngại là năm 2022 thay vì cái cơ hội họ có thể lấy lại quốc hội thì họ có thể mất, không lấy lại được quốc hội, tức là mất đi cái cơ hội đó. Và một cách để mà giữ lại cái quyền lực của họ là phải đi theo cái tư tưởng là có một cái gì đó nó không có đúng trong cái cuộc bầu cử của năm 2020, đúng không? Và họ không có muốn, tức là cái lúc mà nổi loạn thì họ đồng ý, họ nghĩ như vậy, nhưng mà khi mà qua thời gian bây giờ 5 tháng rồi thì họ ngồi họ suy nghĩ, họ phải cân nhắc là nên làm cái gì. Nếu mà người ta hỏi họ mà không có ở ngoài công chúng, tức là hỏi riêng đó, thì họ sẽ nói là họ muốn cái này nhưng mà họ phải hy sinh vì Đảng. Như là 2 tuần trước chúng ta cũng có bàn về cái vấn đề này, Đảng Cộng Hòa bây giờ nó chia ra, nó rất rất là chia rẽ, nhưng mà chúng ta có thể nói nó chia ra làm khoảng 2 nhóm chánh. 1/3 đó là những người mà thuộc về những cái mà thống kê chúng ta mới coi qua, tức là những người da trắng, họ cảm thấy là cái quyền lợi của người da trắng ở trên cái đất nước của người da trắng nó đang bị đe dọa, đúng không? Và họ đi theo cái chiều hướng là nói là cái cuộc này là cái cuộc bầu cử gian lận, và họ đi theo cái thuyết âm mưu đó với cái người mà đứng đầu mà tuyên truyền cái này, đó là ông cựu tổng thống Trump. Nhưng mà cái đó là chỉ có 1/3 đó. Còn 2/3 cái số người cử tri của Đảng Cộng Hòa đó, thì họ không có đồng ý với cái vấn đề là cái cuộc bầu cử gian lận. Họ nói cái cuộc bầu cử đó là nó công bằng, mình thua mình sẽ đi bày cái cơ, làm cái bàn cờ ra năm 2022-2024 mình sẽ tấn công lại, đúng không? Bầu cử mà có thắng thì phải có thua. Cái chuyện đó rất là thường, chứ không thể nào mà nói là thua là gian lận, thắng thì không có gian lận, không có làm được cái đó, đúng không? Tức là họ không có chấp nhận. Thì bây giờ cái hai cái nhóm đó, mà cái nhóm mà nói phải nói sự thật và phải chỉnh đốn cái đảng lại, thì cái nhóm đó là khoảng 2/3 cử tri của người Đảng Cộng Hòa. Cái nhóm đó là cái nhóm của bà Liz Cheney. Cái nhóm đó là cái nhóm của những người kỳ cựu trong Đảng Cộng Hòa chánh thống. Cái nhóm đó là cái nhóm của ông Paul Ryan, một cái người cựu chủ tịch quốc hội ngày xưa đó. Còn bên Thượng viện đó, thì họ cũng biết cái đó. Cái câu mà ít có bao giờ mà nó xảy ra là ông chủ tịch của Đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện, tức là ông Mitch McConnell, ông ta kêu tất cả những người thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là làm ơn bỏ phiếu chống dùm cho ổng, chứ không phải là dùm cho đảng. Ổng kêu mấy người này là ok, tôi nhờ anh làm cái việc này dùm tôi, tức là về cá nhân với cá nhân, vì tôi, anh giúp tôi cái này, chống cái lá phiếu, chống cái dự luật này để cho nó đừng có thông qua, chứ không phải là tại vì cái dự luật này đúng, dự luật này sai, có thuyết có khuyết điểm, có cái gì, không phải. Anh chống giùm tôi cái này, bởi vì đó Đảng Cộng Hòa đó hiện bây giờ đó là một cái sự, là cái sức mạnh, mình muốn nói về cái sức mạnh của cái đồng tiền. Lấy những cái mà chúng ta đã biết xảy ra trong quá khứ cho đến ngày hôm nay, cái người nào mà càng to mồm chửi bới về gian lận thì cái người đó lại càng gây quỹ được nhiều tiền. Ở tiểu bang Georgia có bà dân biểu Marjorie Greene, một cái người dân biểu ở thôn quê bà ta đó, đi gây quỹ đó 100.000 là quá hay rồi, là giỏi lắm rồi đó, đúng không? Trên 100.000 là quá hay, bởi vì cái thành phố nhỏ ở thôn quê. Mà khi bà ta đứng lên và tiếp tục nói những cái lời nói hoàn toàn sai theo những cái thuyết âm mưu mà của cựu tổng thống Trump, cái số tiền mà người ta ủng hộ và cho tiền bả đó
nó lên tới 1 triệu đồng, tức là gấp 10 lần. Cái người nào mà càng la, càng nói về gian lận chừng nào thì cái người đó là được nhiều tiền chừng đó. Thành ra dạy gì mà mình không nói, đúng không? Ai muốn nói cái gì nói, ai muốn nói cái người này khùng, người này điên, người này không biết cái gì hết, nói bậy nói bạ, tôi không ngại. Bởi vì đó, quý vị không có biết là tôi nói bậy bạ như vậy tôi được gấp 10 lần cái số tiền mà tôi không nói. Now, Ted Cruz, Josh Hawley. Josh Hawley là thượng nghị sĩ của một cái tiểu bang nghèo Missouri. Ngày xưa tới bây giờ đó, mỗi lần mà ông ta đi gây quỹ đó, không có cách nào mà nó qua 300 ngàn hết. Mà cái ngày 6 tây tháng 1 đó, ông ta đứng trước khi vào quốc hội, ông ta đưa bàn tay lên giống như là you know, chiến đấu đó. Và ông ta vô, ông ta bỏ phiếu trống. Ông ta gây quỹ nội trong một ngày thôi 1 triệu đồng. Hồi đó tới bây giờ đi gây quỹ hoài 300 ngàn là quá xá trời rồi. Mà bây giờ chỉ cần đứng ra nói là tôi sẽ bảo vệ và tôi sẽ ủng hộ và tôi sẽ làm những cái này, mà những cái đó là hoàn toàn sai hết. Mà chính họ cũng biết, nhưng mà họ phải làm. Tại sao vậy? Nó đem rất là nhiều tiền về cho họ. Và cái đó là Ted Cruz và đó là những người khác. Thành ra đó, chúng ta là những người ở ngoài cuộc, chúng ta nhìn vô, chúng ta nói tại sao những cái người trí thức, luật sư nổi tiếng ra trường ở trường đại học Harvard, nổi tiếng ở trên nước Mỹ giống như Josh Hawley, giống như Ted Cruz và những người khác, đúng không? Họ hiểu biết những cái gì họ nói là hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn sai, mà họ tiếp tục họ nói hoài. Mà chính ngành truyền thông là nói là họ nói sai, nhưng mà họ vẫn tiếp tục. Tại vì chúng ta không biết là họ đó nói như vậy đó, cái số tiền mà những cái người ủng hộ họ, họ cho tiền. Thì bây giờ chúng ta mới lấy một cái ví dụ và chúng ta so sánh thì chú Hoàng Vách và quý vị có thể hiểu. Người Việt Nam chúng ta đó có những cái mà chúng ta làm ở trong cái tập thể cộng đồng người Việt. Ở Việt Nam thì chúng ta có đi đánh ghen mướn, đúng không? Cái người vợ mà you know, ông chồng ngoại tình, cái họ là những người vợ đàng hoàng, họ không có đi đánh cái người kia, họ mới đi mướn người đi đánh, đúng không? Đi đánh mướn, đi đánh ghen mướn. Rồi chúng ta có những người đó đi chửi mướn. Tôi là cái người đàng hoàng, tôi là bác sĩ, tôi là luật sư, tôi không thể nào mà đi ra ngoài chửi bới như một cái người thất học, tôi không làm được cái đó, thì tôi mới cho vài trăm đồng. Anh làm giùm tôi cái này, anh là cái người như nào không ai biết hết, tôi cho anh 200-300, anh viết những cái email ở trên mạng, anh bỏ lên Facebook, anh chửi giùm tôi đi, tôi cho anh tiền. Tôi thì là cái người đàng hoàng, tôi không làm cái đó được. Thành ra đó, trong tập thể cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta có những cái người viết những cái email rất là tục tiểu, nhưng mà họ là những người đi chửi mướn. Và họ sống được là bởi vì có nhiều người cho tiền, họ mới làm cái đó. Anh muốn tôi chửi, bởi vì anh không dám làm, thì tôi sẽ làm, anh cho tôi tiền. Thì đó, chúng ta có thể lấy cái tư tưởng và cái đó, đó áp dụng vào trong cái chính trị của nước Mỹ. Và chúng ta hiểu được tại sao cựu Tổng thống Trump đó, ông ta là cái người đi chửi bới ông sùm hết, đúng không? Ông ta nói những cái mà chúng ta nói trời ơi, cái ông này sao nói khùng khùng điên điên. Nhưng mà quý vị không có biết là cái nói khùng khùng điên điên của ông đó, ông được rất rất là nhiều tiền, cả 100 triệu đồng. Tức là giống như là ông ta là cái người là, quý vị là những người triệu phú, tỷ phú, quý vị không thể nào nói được. Thì bây giờ đó, tôi sẽ là cái người nói giùm quý vị, tôi sẽ là cái người đi chửi và bôi nhọ người khác giùm quý vị. Với cái điều kiện là nếu quý vị thích thì quý vị cho tiền tôi sẽ chửi tiếp. Cái đó là trở thành một cái đi kiếm tiền. Và cựu Tổng thống Trump rất là hay về cái đó. Rồi cái đùng một cái ông ta thất cử, thì cái ảnh hưởng của ông ta nó bị giảm xuống. Và trên mạng xã hội giống như là Twitter, Facebook, nó cấm không cho ông ta xài, tức là không được chửi nữa. Thì bây giờ anh không chửi nữa thì tôi đâu cho tiền anh nữa. Anh đi chửi mướn cho tôi mà. Thì bây giờ những người khác mới ra bà Marjorie Greene.
mở ra Josh Hawley, mở ra Ted Cruz, mở ra những người này người kia. Gì? Cái thị trường đi chửi mướn đó nó quá lớn đi. Mà cái người mà đứng hàng đầu đó bây giờ đó không có còn giữ cái thị trường đó nữa, đúng không? Thì bây giờ mình nhảy ra, mình hy vọng là mình lấy được mấy phần trăm của cái thị trường đó. Bởi vì đó, nó có một cái số người, và cái thống kê nó cho thấy đó là những người Mỹ trắng trí thức, có học, giàu, họ không làm được, nhưng mà họ cần những cái người này. Quý vị nói giùm tôi đi, quý vị ra ngoài quý vị nói những cái gì mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói, và quý vị cứ nói đi, rồi tôi sẽ cho tiền quý vị và quý vị tiếp tục nói. Nó tạo thành một cái chúng ta có thể nói là một cái nghề mà bây giờ nó đang xảy ra. Mà cái này đó, một cái hiện tượng này đó là nó không có ở trong cái xã hội chính trị của nước Mỹ, như bây giờ nó bắt đầu nó có. Nhưng mà khi mà chúng ta coi lại và chúng ta nghiên cứu và chúng ta nói hey, cái này đó là trong cái xã hội tập thể cộng đồng người Việt ở hải ngoại này chúng ta có rất là nhiều, có cả chục năm rồi. Quý vị bây giờ quý vị mở những cái mạng, quý vị nhận được những cái email, những cái Twitter, những cái Facebook chửi bới tục tiểu, quý vị không chấp nhận. Nhưng mà những người đó là những người được cho tiền, mặc dù họ chỉ cho được có mấy chục đồng, mấy trăm đồng thôi, đúng không? Anh ngồi anh ở không, anh viết giùm tôi cho anh 100 đồng uống cà phê chơi. Cái người đó khoái lắm, ngồi nói tục tiểu cái này kia, bỏ lên mạng vậy chơi đó. Mình nói mấy cái người này không có gì, nhưng mà thật sự đó họ là những người đi chửi mướn. Thì cái này bây giờ nó là cái hiện tượng xảy ra ở trong cái xã hội chính trị ở trên nước Mỹ này. Thành ra quý vị đừng có giận hơn, đừng có giận, đừng có bực bội là tại sao những cái người đàng hoàng, trí thức, dân biểu, thượng nghị sĩ, chính trị gia nổi tiếng ngày xưa mà bây giờ là những người ăn nói như đó. Mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình nói quý vị bị bệnh tâm thần hả? Nói không phải, tôi không bị tâm thần. Tại vì quý vị không biết tôi làm được bao nhiêu tiền. Khi mà quý vị nhìn vào cái túi tiền của tôi, quý vị sẽ bỡ ngỡ là ô, thì ra như vậy. Bây giờ tôi có thể vô cái đó tôi chơi nữa được không? Bây giờ tôi cũng muốn cái số tiền đó. Cái số tiền mà ngày xưa tôi được có 1 đồng, bây giờ tôi lên được 100 đồng. Ai là không muốn làm, đúng không? Cái đó là chưa tính cái lá phiếu nữa. Mình chỉ nói cái tiền thôi. Bây giờ cái lá phiếu đó là tới năm 2022, 2024 thì lúc đó chúng ta mới biết. Còn bây giờ đó, cái người nào mà ra tranh cử mà đạt càng nhiều tiền thì cái người đó cái phần thắng nó cao hơn. Thành ra họ cần rất là nhiều tiền. Thành ra đó, nó có một cái cao trào, một cái phong trào ở trong cái chính trị của nước Mỹ này là đi khai thác, nói láo, đặt bịa tin cái này cái kia, nhưng mà được rất là nhiều tiền. Khi mà quý vị nhìn vô cái số tiền đó, là quý vị sẽ bỡ ngỡ cái thứ nhất, và quý vị nó nói ok, bây giờ tôi hiểu rồi tại sao những cái người này họ làm những cái này. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, luật sư cũng đã đưa ra những cái mấu chốt mà nhiều người nêu lên câu hỏi là tại sao những người dân biểu hay là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa họ làm chính trị chuyên nghiệp mà họ lại nói láo, mà ai cũng biết rồi nhưng mà họ nói hoài trở thành một cái nghề nói láo. Hay nói một cách khác, mà nghề nói láo có tiền thì lại cứ tiếp tục nói láo. Còn anh phê bình tôi về đạo đức, đúng, tôi chẳng qua tôi cũng cần tiền. Bởi vì sao? Đối với các chính trị gia ở đây đó, nó trở thành một cái nghề. Mà nghề đó, cái nghề thì phải duy trì quyền lực. Chứ mà muốn có quyền lực là phải thắng cử trở lại cứ 2 năm. Hoặc là bên thượng viện thì 6 năm. Thì nó cứ thay đổi như vậy, cho nên bằng mọi giá họ phải giữ cái điều đó. Nhưng mà trở lại một chút xíu là, thưa luật sư, của ủy ban đó khi mà họ điều tra có hai cái tác dụng nó khác nhau. Nếu mà bên Đảng Cộng Hòa họ đẩy, họ cũng đó, họ phủ nhận cái chuyện này, thì nó có một cái tác hại khác, tức là tác ngược lại. Tức là bên bà Nancy Pelosi, bà đứng ra thành lập của ủy ban rồi bà phối hợp bà điều tra. Thì nếu mà cái ủy ban trước đây đó mà thượng viện và hạ viện mà họ nếu họ thông qua được đó, thì họ sẽ chấm dứt cái cuộc điều tra đó vào cuối năm nay, tức là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nhưng mà nếu họ không làm cái điều đó thì bà Nancy hoặc là bên Bộ Tư pháp đó, họ lại điều tra, mà họ điều tra không những là chấm dứt trang 21 mà họ kéo dài có qua 22. Bởi vì sao? Sang năm 22 là bắt đầu bầu cử rồi, cho nên họ để kéo dài qua năm 22. Tức là họ nói thấy không,
bên Đảng Cộng Hòa vậy đó, và quý vị có tin không? Đảng Cộng Hòa họ họ nói không có đúng sự thật, như vậy họ là một một chuyên viên nói láo nữa, chuyên viên gọi là mị dân, cho nên quý vị không nên bỏ phiếu vào bên này, cho nên nó có tác dụng ngược, đó là con dao hai lưỡi. Nếu Đảng Cộng Hòa không phối hợp thì nó là có tác dụng ngược lại, nhưng mà phối hợp á thì cũng nguy hiểm, phối hợp á thì là điều tra lùa ra là những người mà ví dụ như ngày mùng 6 tháng 1 xả ra thì ngày mùng 5 đó có một số người dân biểu họ dẫn những người bên ngoài vào để họ điều nguyên cái địa hình địa thế để ngày hôm sau họ biểu tình họ xâm nhập, thì nó lùa ra cái chuyện đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai sẽ lùa ra là cái người kêu gọi xúi giục người ta biểu tình là ông tổng thống 45 hoặc là ông Giuliani hoặc là một số mà các gọi là coi như theo ông Trump đó, nó sẽ lùa ra mà nó có tác dụng ngược, tức là nó phơi bày cái sự bạo loạn tấn công vào cái niềm tin dân chủ, hay là cái biểu tượng Capitol là cái biểu tượng của nền dân chủ bị tấn công, thì họ sợ cái đó lắm. Thì tại sao họ cân nhắc như thế nào mà họ lại đưa ra cái tình trạng này, thưa luật sư? Trước khi mình đi vào cái đó thì mình cũng muốn nói thêm một cái đó là chúng ta thấy có một cái sự mà hiện bây giờ đó, khi mà họ không chịu thông qua cái dự luật, không phải là tại vì họ chống cái dự luật đó, vì họ sợ như là chú Hoàng Bách nói là ồ cái này nó sẽ phơ bày những cái xấu xa. Không có, bởi vì những cái xấu xa nó đã được phơ bày rồi, mà chính họ cũng đã biết cái đó rồi. Mình không có giấu cái đó trong người dân được, đúng không? Cái lý do họ chống đó không phải là vì cái đó. Bởi vì trong cái lúc mà bàn thảo và đưa ra mà đề cử bổ nhiệm những cái người 50% là những người Cộng Hòa, 50% là những người dân chủ, mà những người này là những người cựu chính trị gia, cựu lãnh đạo, thì họ được đề cử vô và họ được mời vô và họ đồng ý, bây giờ chỉ cần thông qua thôi. Thành ra đó, tại sao mình phải chống cái đó, đúng không? Và mình biết cái chuyện đó, nó báo chí nó nói hết rồi, người ta nghiên cứu hết rồi, đúng không? Bây giờ chỉ cần làm lại một cái thôi đó. Thì họ chống đó là để họ làm cho cái nhóm người ủng hộ Tổng thống Trump họ vui, tức là mình phải bỏ phiếu chống. Nó giống như mình đi chửi mướn vậy đó, mình đi nói láo để chi vậy? Để mình tiếp tục nhận được cái số tiền người ta cho mình, người ta muốn cho mình. Nếu mình tiếp tục mình nói láo, mình tiếp tục mình chửi và mình tiếp tục mình chống, chứ không phải là tại vì mình thật sự mình muốn chống nó là nó sẽ phơ bày những cái xấu xa trong đảng của mình hay là trong cá nhân mình. Không phải, bởi vì cái đó nó đã ra hết rồi, không có cái gì bí mật hết. Thành ra cái đó là vì cái quyền lợi. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ nhì đó là bên cái nhóm người mà áp lực mà kêu chống đó, là đó, họ muốn nói là nếu quý vị chống đó, thì 2022 đó, thứ nhất chúng tôi sẽ cho quý vị tiếp tục tiền để quý vị có tiền xài. Không? Cái điểm thứ nhì đó, chúng tôi sẽ bỏ phiếu chứ chúng tôi không có tẩy chay, đúng không? Đó, thì Đảng Cộng Hòa biết đó, nếu mà cái nhóm nhỏ 1/3 mà họ chống thì không cách nào Đảng Cộng Hòa thắng được Đảng Dân Chủ. Thành ra bây giờ đó họ cần cái lá phiếu đó cho nó qua. Và cái điểm thứ ba đó là tất cả những người ứng cử viên cho năm 2022 đó, họ phải ra tái tranh cử và họ phải qua một cái hệ thống bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Thì nếu mà mình ủng hộ cái dự luật này đó, thì cái nhóm mà chống đó họ sẽ cho con gà của họ ra. Và đó, thay vì cái tiền đó đó họ cho mình, bây giờ họ lại cho một cái người khác và kêu cái người đó chống mình. Thành ra mình mệt đi, đúng không? Thành ra cái hay nhất đó là mình đi theo cái đó, là mình chống cái dự luật đó. Nào, bây giờ chống cái dự luật đó đó, nó đưa đến cái hậu quả như thế nào? Thì bây giờ mình mới đưa đến cái một cái mà nó rất là trầm trọng, mà đại đa số những người chính trị gia, những người nghiên cứu gia họ nói. Cái vấn đề mà đi kiếm tiền bằng cách nói láo, cái vấn đề mà đi kiếm tiền bằng cách bịa đặt và nói là bầu cử gian lận, cái vấn đề mà
đưa bằng đi chửi bới một cái người đối thủ của mình, biến cái người đối thủ của mình thành địch thủ hay là kẻ thù của mình, đúng không? Chứ không phải là đối thủ về vấn đề vận động tranh cử hay là chính trị đảng phái, mà nó người đã trở thành kẻ thù của mình đó. Và cái mà những cái cơ quan và những cái người chính trị gia họ nói đó, cái hành động mà làm những cái việc đó đó để kiếm tiền đó là cho cá nhân của những người đó, nhưng mà vô hình chung đó, chính những cái người đó, những cái người dân biểu, những cái người thượng nghị sĩ, những cái người lãnh đạo ở trong đảng Cộng Hòa, trong chính quyền của nước Mỹ, thì vô hình chung vì cái vấn đề kiếm tiền, họ đập nát cái nền tảng căn bản dân chủ của cái đất nước Mỹ. Quý vị và những cái người đảng Cộng Hòa bên bà Liz Cheney, tức là cái số đông đó, họ mới nói là cái này không thể nào là một cái đường lối, một cái chiến lược, một cái chính sách, một cái kế hoạch của đảng Cộng Hòa để đi kiếm phiếu. Quý vị không thể nào là những người lãnh đạo, thượng nghị sĩ mà người dân bầu ra, mà chính quý vị là những người đi tuyên truyền, nói láo, bịa đặt để đi kiếm tiền. Quý vị làm như vậy, một người, hai người, 20 người, 30 người, quý vị vô hình chung, quý vị đạp nát cái nền tảng căn bản dân chủ của nước Mỹ. Đó là nói sự thật, đúng không? Thì đó, cái đó đó là cái mà đại đa số những người chính trị gia của cả hai đảng và người dân là nói, là khi mà họ lấy cái trò chơi đó để đi kiếm tiền, vô hình chung họ không có biết là họ đang dập nát cái nền tảng dân chủ, một cái xã hội dân chủ của đất nước Mỹ này. Nếu mà cái này mà nó không có ngưng thì á, trong tương lai chúng ta không thể nào biết được cái nền tảng dân chủ của nước Mỹ nó có thể còn tồn tại hay không. Thấy chưa? Đây là cái rất là quan trọng. Nào, bây giờ chúng ta mới đi ngược lại là bây giờ, ok, Thượng viện Cộng Hòa không chịu thông qua thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có ngăn cản được một cái ủy ban đi điều tra cái cuộc nội loạn 6 tây tháng 1 hay không? Thì thật sự đó, Cộng Hòa không có ngăn cản được cái đó. Cái điểm đầu tiên đó, nếu mà nó quốc hội không thông qua, đúng không, thì đó Hạ viện có thẩm quyền và họ đã đủ phiếu rồi, họ sẽ cũng một cái ủy ban đó, thay vì được lưỡng viện thông qua thì bây giờ họ không cần thượng viện, Hạ viện họ sẽ thông qua và họ đã thông qua rồi, và họ sẽ bổ nhiệm cái ủy ban này cũng bao nhiêu người đó, và cái ủy ban này được Hạ viện quốc hội và họ đi làm, thì cái đó không có cái gì, tức là vẫn có cái ủy ban, nó không phải là phần lượng viện thôi. Là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó, Bộ Tư pháp của nước Mỹ, tức là ông Garland Visser, ông ta có thể bổ nhiệm hay là đề cử một cái người công tố viên đặc biệt giống như là Robert Mueller, với một cái mục tiêu của Bộ Tư pháp đưa ra là cái người công tố viên đặc biệt đó bắt đầu khởi xướng đi điều tra cái lý do và cái gì nó tạo ra cái cuộc nội loạn 6 tây tháng 1. Và khi mà Bộ Tư pháp bổ nhiệm một cái người công tố viên đặc biệt, mà nếu mà cái công tố viên đặc biệt đó, cái ủy ban đó, họ thấy được những cái người nào mà làm sai, vi phạm hình sự, thì họ có thể truy tố cái người đó. Nó giống hệt như cái ủy ban đặc biệt của ông Robert Mueller như vậy. Bộ Tư pháp được quyền làm và có đủ thẩm quyền để làm cái chuyện đó. Thành ra Thượng viện không có ngăn cản được, Thượng viện Cộng Hòa không có ngăn cản được cái vấn đề đó, đúng không? Nào, một cái đó là Bộ Tư pháp bổ nhiệm một cái người công tố viên độc lập để mà đi điều tra cái vấn đề này, và họ có thể yêu cầu cái người công tố viên độc lập này hay là cái nhóm đó là hợp tác với lại cái ủy ban điều tra của Hạ viện. Nào, Hạ viện đó, họ không phải là một cái cơ quan
của Bộ Tư pháp, tức là đi truy tố người ta về hình sự. Mà cái mục tiêu của họ đó là đi điều tra và tường trình cho Quốc hội những cái sai lầm, những cái khuyết điểm ở trong cái nền tảng, trong cái vấn đề sinh hoạt, và đưa đến nó cái vấn đề là 6 tây tháng 1. Nhưng mà họ không thể nào truy tố được ai hết. Họ chỉ đưa ra những cái đó và tường trình cái đó. Còn bên Bộ Tư pháp đó, chẳng những họ điều tra, mà họ nếu mà họ cảm thấy một cái người nào mà vi phạm luật hình sự trong khi mà họ làm những cái cuộc nổi loạn đó, khuyến khích người ta, xúi dục người ta hay cái gì đó, thì Bộ Tư pháp, ông cái người mà công tố viên độc lập, có thể truy tố, giống như ông Robert Mueller đã truy tố một số người trong khi ông ta đi điều tra. Đó. Và đó, hai cái ủy ban này có thể làm việc chung với nhau. Và những cái người mà đã được đề cử mà Thượng viện không chịu thông qua, thì bây giờ đó cũng sẽ là bao nhiêu đó người. Đây là những người mình đưa ra bên đảng Cộng Hòa đó, là những người có uy tín, là những người cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Trật tự, Homeland Security, cựu Bộ trưởng Bộ nó kêu là Domestic Terrorism, tức là về vấn đề khủng bố ở nội địa. Những cái người mà có uy tín, mà ngày xưa giữ những cái vai trò giám đốc điều hành cựu FBI vân vân và vân vân, họ là những người được đề cử vào, và luôn cả đảng Dân chủ và Cộng hòa ở trong, you know, mấy đời tổng thống vừa qua. Cái số người này đó, họ sẽ làm việc chung, là chúng ta đợi trong những cái thời gian sắp tới là bên Bộ Tư pháp sẽ bổ nhiệm một cái người công tố viên đặc biệt, và cái người công tố viên họ sẽ mướn những cái người công tố viên khác, đúng không? Và họ sẽ bắt đầu, và họ có thể đi điều tra và đi truy tố, và họ sẽ làm việc với lại Hạ viện. Thành ra đảng Cộng hòa Thượng viện hay là đảng Cộng hòa nói chung không có cách nào mà ngăn chặn được, bởi vì họ bây giờ là ở cái thế yếu, mà bên đảng Dân chủ là cái thế mạnh. Một cái điểm cuối cùng mình muốn nhắc tới trong cái này là cái vấn đề này là một cái vấn đề nó rất là tế nhị. Tòa Bạch Ốc, tức là ông Tổng thống Biden, thì trên cái phương diện của một cái người tổng thống của một cái đảng phái Dân chủ và là tổng thống của đất nước Mỹ, ông ta có ra những cái lời phát biểu là chúng tôi không có đụng vô cái vấn đề này. Cái này đó là hoàn toàn dưới cái sự độc lập của bên Bộ Tư pháp, và nó hoàn toàn độc lập ở bên Quốc hội Thượng và Hạ viện, họ làm việc với nhau. Tòa Bạch Ốc không có dính líu tới cái vấn đề này, để giữ cho nó có một cái khoảng cách, là không có chính trị hóa cái vấn đề mà đi điều tra cái ngày 6 tháng 1. Chú Hoàng Bách. Bây giờ thì nhờ luật sư trả lời giải thích cho câu hỏi cuối cùng ngắn gọn dùm. Thứ nhất là những người đảng Cộng hòa mà theo tổng thống, cựu tổng thống Trump đó, thì luôn luôn họ xuyên tạc bôi nhọ đây là cuộc bầu cử gian lận. Nhưng mà họ biết cái điều này nói là nó trái với, làm tổn thương cái danh dự của nước Mỹ, làm tổn thương cái nền bầu cử của nước Mỹ. Đó là cái câu thứ nhất, tại sao họ tiếp tục như vậy. Họ tiếp tục như vậy để họ làm bôi xấu, mất uy tín và cái tư thế của người lãnh đạo bây giờ là ông Tổng thống Joe Biden. Bởi vì ông Tổng thống đó là hiện tại ông Tổng thống đã lấy đi cuộc bầu cử, ăn cắp cuộc bầu cử, vân vân và vân vân. Đó là cái cách xuyên tạc để bôi nhọ của người đang lãnh đạo hiện tại. Nhưng mà nó cũng có tác dụng ngược lại, là người dân họ có nói điều này đó, là chính những người Cộng hòa đó họ đã tuyên truyền và làm xoa mòn cái thể chế dân chủ của nước Mỹ, làm mà ông Tập Cận Bình gọi là xấu hổ đó, thẳng thừng đó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì mà hai cái nó đi chung với nhau đó, thì chúng ta biết là tiểu bang Georgia, tiểu bang Texas và tiểu bang Florida, họ đã đưa ra những cái đạo luật về bầu cử cho làm sao khai thác để làm giới hạn cái sự đi bầu của người dân. Đó là những người thiểu số. Thay vì trước đây có 10 thùng phiếu, bây giờ chỉ còn một thùng. Hoặc là họ tổ chức đi xa như là quận Harris này, là trước đây rất là nhiều. Bây giờ có thể họ tổ chức một hai địa điểm.
thì người Mỹ đen hoặc là người da màu họ không có phương tiện đi, cho nên họ bỏ cuộc bầu cử hoặc là họ lười biếng. Thì cái điều này nó cũng có lợi cho phía Cộng hòa, họ có tốn tính. Nhưng mà ngược lại, tạo cho người thiểu số và người dân, họ nói đây là sự đàn áp trong cuộc bầu cử, đây là trái lại với cái sự tự do của người dân. Cần phải khuyến khích người dân đi bầu để chọn người lãnh đạo chứ, tại sao lại giới hạn người dân? Đó là cái điểm mà ngược lại. Cái điểm nữa là dân chủ họ luôn luôn họ khai thác cái điểm này, họ nói ồ đó, mấy ông bầu cho Cộng hòa, Cộng hòa là cái người muốn chế độ độc tài, bởi vì đi bầu ít để chọn họ ít, cho nên họ họ muốn độc tài. Thì với cái nhìn nữa, chúng tôi muốn nói là con dao hai lưỡi đó, nó có cái mặt này thì thuận lợi, nhưng mà người ta biết khai thác, cho nên tại sao Cộng hòa họ chọn con đường này, nó gai góc quá. Con đường này đó, bên đảng Dân Chủ họ đang khai thác và họ làm cho những người thiểu số đó họ phản độ, họ còn đi bầu nhiều hơn nữa. Thì chúng ta chỉ còn 4-5 phút còn lại, mời luật sư kết thúc và giải thích nhập. Bây giờ mình đưa cái hình ảnh này lên lại, chú Hoàng Bách thấy không? Thấy. Cái con số mà nghĩ là cái cuộc bầu cử nó gian lận mà phải dùng bạo động để lật đổ nó lại đó, nó là 4%, tức là 10 triệu thôi. Cái số người mà tổng số mà nghĩ là gian lận là 29 cộng với 4% là khoảng 33%, tức là 1/3 người dân trên nước Mỹ. Con số rất là lớn nha, 1/3 người dân trên nước Mỹ là nói là cái cuộc bầu cử kỳ vừa rồi có gian lận. Nhưng mà đó, 67%, tức là 2/3 người dân trên nước Mỹ là nói cái cuộc bầu cử này không có gian lận. Và cái vấn đề này đó thì thật sự 4 phút không biết nói được không, nhưng mình sẽ cố gắng tóm tắt vì nó cũng 1 tiếng đồng hồ. Lấy hai cái tiểu bang chánh Georgia và Arizona, hai cái tiểu bang của đảng Cộng hòa. Hồi đó tới bây giờ cả chục năm là của Cộng hòa. Chính cái người lãnh đạo của đảng Cộng hòa trong cái cuộc bầu cử 2020, đó là ông cựu tổng thống Trump, ông ta đó chẳng những là mất đi cái ghế tổng thống top of the top của ông ta cho đảng Dân Chủ ông Biden, mà ông ta còn làm mất luôn cả hai cái ghế thượng viện của đảng Cộng hòa ở trong hai cái tiểu bang mà 100% ngày xưa bây giờ là của Cộng hòa. Bây giờ Arizona và Georgia có 4 người thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Chưa có một cái người nào, tổng thống nào mà làm như vậy. Bắt từ 1939, tức là năm 1940 cho tới bây giờ, chưa có người tổng thống nào mà làm được như vậy. Ông cựu tổng thống Trump làm cái việc đó, tức là một cái sự thất bại rất là nặng nề của đảng Cộng hòa, mà chính cái người lãnh đạo đã làm ra cái đó. Thì bây giờ nó mới đưa lại một cái, là cái cuộc bầu cử 2020, như là chú Hoàng Bách nói, nó là cái con dao hai lưỡi. Lấy cái Georgia, cái Georgia đó, nó có cái vấn đề mà đi bầu cử bỏ phiếu bằng thơ. Nó ra từ năm 2005, đó, có nghĩa là 15 năm về trước. Mà cái người, cái quốc hội và cái ông thống đốc làm cái đó của tiểu bang Georgia đó là hoàn toàn Cộng hòa. Cái lý do đó là Cộng hòa nghĩ đó, đa số những người lớn tuổi, cao niên là bảo thủ, thiên về Cộng hòa, mà họ già, thành ra họ mới làm ra cái luật là đi bỏ phiếu bằng thơ để mà khuyến khích và tăng cái số bỏ phiếu của những người cao niên, bởi vì họ sẽ là những người sẽ bỏ cho Cộng hòa. Thành ra họ làm ra cái đạo luật là được quyền bỏ phiếu qua thơ, đúng không? Và cái đó họ khai thác để mà thiên về đảng Cộng hòa năm 2005. Nhưng mà đó, gậy ông đập lưng ông, cái gì nó đi nó cũng phải chạy về. Là chúng ta biết, tổng thống tới, tổng thống đi, đảng này lên, rồi đảng khác sẽ lên, đúng không? Và 15 năm sau, cái đạo luật mà đảng Cộng hòa nó cảm thấy là nó tốt cho đảng Cộng hòa 15 năm về trước, thì bây giờ đảng Dân Chủ khai thác cái này, đúng không? Và họ nói, ơi, bây giờ chúng ta cần phải đi vận động những cái người của đảng Dân Chủ là đi bỏ phiếu bằng thơ, bởi vì cái luật đó là của Cộng hòa nó đưa ra. Họ khai thác cái đó, họ đi vận động. Và đó, lúc đó đó, Cộng hòa và ông Tổng thống Trump bỡ ngỡ là chết màu rồi.
cũng cái này mà ngày xưa mình hưởng, bây giờ chính cái này là nó sẽ hại mình. Thành ra họ la hét không xong, bây giờ họ mới làm lại cái luật đó. Họ nói bây giờ đó không có được, như nào cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thơ đó, nó phải kỹ hại, tức là nó giảm lại chứ gì. Bởi vì họ thấy đó là cái chiến lược của họ mà bây giờ dân chủ nó áp dụng, thì bây giờ mình hủy bỏ cái chiến lược đó đi, đúng không? À, nó què nào. Khi mà họ làm ra những cái đạo luật mới mà giảm bớt đi cái vấn đề bầu cử, làm cho cái vấn đề bầu cử nó khó khăn thêm, đúng không? Không được quyền bỏ phiếu bằng thơ nữa, mà phải đi ra thùng phiếu. Thay vì ngày xưa có 100 cái thùng phiếu, bây giờ nó còn có 50 thùng phiếu. Là bên đảng Cộng hòa hy vọng là làm như vậy đó, những cái người bên đảng Dân chủ, cử tri đó, họ sẽ làm biến, họ không đi bầu. Cái đó đúng, hoàn toàn đúng hết. Nhưng mà cái mà họ nghĩ đó nó hoàn toàn sai, là nếu mà năm 2020 mà cái người ứng cử viên đảng Cộng hòa ra chức tổng thống mà không phải là tổng thống Trump đó, Dân chủ nó mới ra đi bầu. Ông tổng thống Trump đó, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đó, là cái ngọn lửa châm ngòi cho Dân chủ nó đi ra bầu đó. Ông ta làm cho người cử tri hồi đó bây giờ không chịu đi bầu, phẫn nộ, tức tối, họ đi ra bầu. Và họ bầu cho đảng Dân Chủ, họ bầu cho ông Biden. Không phải là tại vì họ thích ông Biden, họ bầu để mà hủy bỏ ông Trump, đúng không? Là tại vì họ không chấp nhận những cái hành vi, cử chỉ, lời nói của ông Trump. Thành ra ông Trump đó là một cái ngọn lửa mà nó làm cho cái sự bùng nổ của cái số người Dân Chủ hồi đó giờ chưa đi bầu, bây giờ ra đi bầu quá xa trời, đúng không? Nào, thì trong cái lúc mà họ bây giờ đổi cái luật lại, làm cho nó khó khăn thêm, họ nghĩ là họ giảm, cái đó là trên lý thuyết. Nhưng một cái mà họ không nghĩ tới, hay là họ nghĩ tới nhưng mà họ vẫn làm, là Dân Chủ hiện bây giờ, báo chí truyền thông nó khai thác cái việc này, nó nói là một cái đảng yếu, thiếu người, tức là thiểu số, họ mới chơi cái trò chơi là làm cho cái luật bầu cử nó khó khăn hơn, bắt quý vị phải ra đứng xếp hàng ở ngoài những cái thùng phiếu, và cái thùng phiếu nó dài thiệt là dài, mà nó chờ, nó một là tuyết xuống, hai là mưa, hai là nóng, thì quý vị có thể chán đi đó. Và quý vị giờ không được quyền bỏ phiếu ở thùng thơ nữa, hiểu không? Và không phải là 100 chỗ mà bây giờ nó còn có 50 chỗ nào. Nếu mà họ nghĩ là làm như vậy là người dân không đi bầu thì họ nghĩ sai rồi. Là bởi vì đó, chính những cái đó đó, như chú Hoàng Bách nói là con dao hai lưỡi, là gì? Nó càng làm cho những cái người cử tri của Dân Chủ họ lại càng quyết định đi bầu nữa, và họ sẽ ra rất 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 là đông nữa. Là tại vì họ muốn chứng minh những cái gì quý vị làm, quý vị nghĩ là quý vị sẽ làm cho tôi sợ là tôi không đi bầu à? No, tôi sẽ ra còn đông hơn nữa. Má tôi, ông nội, bà nội tôi ngồi xe lăn, tôi đẩy mấy cái người đó đứng xếp hàng cho tới cái thùng phiếu luôn. Tại sao vậy? Quý vị làm, quý vị coi chừng. Là bởi vì đó, những cái việc làm của quý vị mà nó không có cái gì nặng nề thì tôi làm biến ra đi bầu. Nhưng mà những cái việc làm của quý vị đó mà nó làm cho tôi tức tối, tôi phẫn nộ, thì tôi chẳng những tôi ra đi bầu không, mà tôi còn kêu những cái người già đi không nổi, tôi đẩy xe lăn cho họ ra. Đó, thành ra đó, đây là một cái mà đảng Cộng hòa lỡ leo lên lưng cọp làm. Và Dân Chủ trong mấy tháng vừa qua họ khai thác rất là mạnh, giống như là ở tiểu bang Texas, đúng không? Họ làm lớn chuyện lên khi mà đảng Cộng hòa muốn thông qua một cái dự luật làm cho cái vấn đề khó khăn đi bầu, thì họ sẽ thông qua thôi, phải không? Nhưng mà Dân Chủ nó mới khai thác cái này, làm cho một cái dự luật ở một cái tiểu bang Texas mà bây giờ đó báo chí cả nguyên cái nước Mỹ ai cũng biết hết, thì cái sự phẫn nộ của những cái người mà nói ồ, thì ra bây giờ đó quý vị thấy năm 2020 năm ngoái tôi đi bầu đó, rồi bây giờ quý vị muốn làm khó khăn để tôi không đi bầu hả? Không đâu, tôi ra đi bầu nhiều hơn nữa, và tôi sẵn sàng đứng ngồi đó 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ cho quý vị coi. Đó là cái con dao hai lưỡi. Và
những cái gì mà Đảng Cộng Hòa làm này, Đảng Dân Chủ la ông Sùng Gia Đắc là để báo động cho người dân, và người dân họ rất là phẫn nộ. Thành ra đó 2022 đáng lẽ đó là nó phải thiên về Đảng Cộng Hòa, nhưng mà ngày hôm nay đó nó lại thiên về Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ sẽ giữ lại cái quốc hội nếu mà cái tình trạng này nó không thay đổi, là bởi vì người dân họ nhận thức được là làm những cái này làm cho họ giận lên. Và một lần nữa mình lặp lại cái lý do mà cái số người dân chủ nó ra thiệt là đông của năm 2020 không phải là tại vì họ thương và họ thích Đảng Dân Chủ của ông Biden, là bởi vì họ ra là tại vì họ không đồng ý, họ rất là phẫn nộ vì ông Tổng thống Trump. Nếu mà không có Tổng thống Trump, cái con số nó ra nó không có bao nhiêu hết á, đúng không? Thành ra đó, càng chửi người ta chừng nào, càng chọc giận người ta chừng nào, thì người ta lại càng ra đông chừng đó. Chú Quang Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư Steven, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư Steven đã dành thời giờ để mà đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để lắng nghe cái chương trình với luật sư Steven. Và cũng xin quý vị, nếu cái nội dung này tốt, quý vị chuyển cho bạn bè và thân hữu, và cũng xin subscribe để cho những chương trình mới đó lần ta kế tiếp sẽ gửi lên trực tiếp đến quý vị. Và chúng tôi xin kính chào, kính chúc quý vị một giấc ngủ thật là bình an. Cảm ơn luật sư. Xin chào luật sư. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách, và chào tất cả khán thính giả trên hệ thống Hoàng Bách Channel.